quả về vấn đề sỏi thận của chồng em. Chồng em là bị sỏi cả hai bên cơ. Mà một bên là 12 mm và một bên là 14 mm. Thì anh nhà em dùng sản phẩm CBG mình ấy, dùng được một tháng đi siêu âm lại thì là kết quả sử dụng rất tuyệt vời, là một bên 12 mm giảm xuống còn 7 mm, còn một bên 14 mm xà giảm xuống còn 9 mm. Đấy là mới chỉ uống có một tháng thôi mà nó bào mòn sỏi đi và nó bé đi thì nó rất là quá tuyệt vời luôn. Mà ban đầu là anh nhà mình uống về cái bệnh vẩy nến ấy thì là nó lại cái sản phẩm của bên CBD mình nó lại đi tìm bệnh nên là nó lại ảnh hưởng, nó lại tức ở cái bên đằng sau. Thì anh nhà mình mới lại đi siêu âm xem là nó có vấn đề gì, thì là bác sĩ mới phát hiện ra là hai bên đều có sỏi to như thế. Thì là tiếp tục dùng về cái vấn đề chữa sỏi. Chữa sỏi thì nhà mình thì cũng lấy về đơn giản lắm, cũng bộ ba thanh lọc này, mới lại Novomin xin 4 đi trà. Trà gì ạ chị? Trà gan ý, trà nâu hột ý. Thì anh uống về cái đấy, nhưng mà uống trà uống tăng lên, uống có thể là 4 đến 5 gói một ngày ý. Uống cái đấy vào là nó đào thải rất tốt luôn đấy. Nhưng có khi là uống cái đấy vào nó trôi xuống bàng quang ấy thì là nó cũng đau, rất là đau tức đấy, nên là mình cứ kiên trì mà dùng thôi. Em xin cảm ơn cả nhà, em xin hết.